Tại thành phố Đà Nẵng, hoạt động du lịch mở đầu năm mới 2011 là chương trình đạp xe diễu hành với chủ đề đầy ý nghĩa vì môi trường biển. Hơn 50 cure của câu lạc bộ xe đạp thể thao Đà Nẵng mang theo cờ phướng, băng rôn biểu ngữ với nội dung tuyên truyền bảo vệ, giữ gìn cảnh quan vùng biển đã diễu hành qua các tuyến đường trọng điểm của thành phố Đà Nẵng như Hoàng Sa, Trường Sa, 2 tháng 9, Phan Chu Trinh, Lê Lợi, Bạch Đằng. Trong không khí đón mừng năm mới 2011, ban tổ chức mong muốn cuộc diễu hành sẽ nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân và du khách, qua đó kêu gọi mọi người cùng chung tay giữ gìn những giá trị của biển, góp phần quảng bá và phát triển hơn nữa thương hiệu thành phố biển của Đà Nẵng. Biển Đà Nẵng là một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Năm 2010 vừa qua, du lịch biển Đà Nẵng thu hút hơn 900.000 lượt khách trong nước quốc tế đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, chiếm 50% tổng lượng khách tham quan đến với thành phố này.